Chào anh em, hôm mình có cắt một ít cái dây PV anh em, cắt ít dây PV có cái tấm pin vỡ ấy. Ở bãi phế ấy, nhưng mà cắt này nó còn nguyên dây và còn nguyên rắc, còn nguyên cắm với nhau nhé anh em. Cắt đây là dây có tấm pin 440, dây Canadian này. Anh em biết rồi đấy, tấm pin Canadian thì nó là hàng cũng khá là chất lượng cao nhé anh em nhé. Dây rồi đó, nhà mình đang sửa nhà bừa bộn lắm anh em. Đây dây Canadian Canadian này, đây là dây Canadian Canadian đó. Đang sửa nhà bừa bộn lắm nhưng mà có tranh thủ có cái chút nào thời gian thì lại chia sẻ cho anh em để anh em khắc phục cái sự cố nha anh em nhé, khắc phục nhiều sự cố ở cái hệ thống để cho nó an toàn anh em nhé, để anh em dùng cho nó ok chứ không thì nó gây ra cháy, nó gây ra hỏng hóc thì nó phức tạp lắm anh em ơi. Thì mình có những cái phát hiện cực kỳ quan trọng em nhé. Thì ở đây ấy là những cái tấm pin mà mình tháo ra, mình rút ra nó còn đầu mới tinh như nhìn, đầu mới tinh như nhìn nhá, nó mới tinh luôn nhá. Mới tinh luôn đó. Nhìn nó mới tinh luôn. Ở đây thì cái rắc đầu đực này anh em nhìn này, rắc đầu đực này mới tinh. Giờ mình sẽ lấy cái đèn để soi cho anh em thấy em. Dây của nó thì dây cực thì to và xịn luôn, dây 4 chấm nhưng mà dây nó to lắm, dây to dây 4.440.4 này anh nhá, 1x nha em nhìn nhá, 1x và 0.4, 4.0 và 4.0 mm vuông đấy. Ở đây này anh em này, điều quan trọng ở đây này anh em nhìn này, điều quan trọng nhá, đây là cái rắc đực này đấy, và rắc cái này anh em nhìn cái rắc của nó khủng khiếp đấy. Rắc của nó thì chất lượng cực kỳ cao luôn nhỉ, rắc của nó chất lượng cực kỳ cao, dây cực kỳ to, dây nó to mà sợi của nó là sợi cũng là sợi 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 đơn nhưng mà sợi to, sợi 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 kép nhưng mà nó sợi nó rất là to ở đây này. Và cái vấn đề chính anh em nhé, rồi mình cắt dây này thì mình về mình sẽ làm một cái số cái hệ thống đây. Mọi anh em nhìn những cái dây nó nối như nhau như thế này, mình sẽ tháo ra đây. Mình có cái đầu tháo nó không vứt vứt đâu rồi, mình cứ tháo tạm rồi này, không phải đâu rồi. Cái những cái này nó chắc quá không có biết cái tháo ở đâu, nhưng mà đây này mình chia sẻ để anh kiểm tra nhá. Đây là những cái sợi là mình tháo từ rắc đây em nhé, như sợi như này là sáu từ rắc này, tháo từ rắc này, đây mình rất mình kiểm tra này, tháo từ rắc này, đấy, anh em nhìn chưa, từ rắc đây nhé, từ rắc đây, mình rút ra từ dây đỏ dây đen mình cắt ấy, thì bởi vì là họ giữ lại những cái dây dài ấy, họ còn sử dụng hoặc tái sử dụng. Còn tấm pin hỏng thì bỏ bán đi, mình ra bãi thì tháo ra toàn người quen cả thôi. Thiệt hại ngày xưa mua tấm pin này cũng chát lắm đấy anh em, thời kỳ đầu đấy, tấm pin Canadian thời kỳ đầu chát lắm, giống như tấm pin nó đá tiền nó xem cái tấm LG của mình ấy, chứ không như về sau này pin có triệu mấy 2 triệu tấm đâu, toàn toàn trên 3 triệu anh em tấm anh em ạ. Đấy mà nó vỡ một tấm cũng khá là sót anh em. Đây thì mình điều vào cái vấn đề chính thì đấy anh em kiểm tra nhé, sau những ngày mưa gió này, sau những ngày sử dụng này đấy, thì nó có cái hiện tượng là mô ve hay không ở những cái rác EC4 hay không, các những kể cả những anh em là làm công trình ấy, thì cũng lưu ý là cái đây gọi là cái bảo dưỡng sau 5 năm đấy anh em, bảo hành 5 năm cho những hệ thống lắp đặt đấy, thì rất nhiều hệ thống bị cháy đấy anh em, rất nhiều luôn anh em nhé, họ quay ít thôi nhưng mà rất là nhiều luôn.
kể cả pin nữa. Ở đây thì mình nói luôn anh em nhỉ, cả cả pin 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 về Việt Nam vừa rồi ấy, là cái những cái pin ví dụ như 280A ấy, mới 300 ấy, toàn pin đều đóng hết, nhưng mà pin cũ hết, pin pin lấy hết, đóng hết. Anh em nhiều anh em sử dụng có vài tháng đã bị phồng ấy, anh em đã bị phồng ấy. Anh em lưu ý anh em mua nhé, mình không dùng nhưng mình thấy cái hiện tượng rồi mình biết không có tự nhiên mà rẻ như thế đâu đấy. Anh em lưu ý anh em mua những nơi mà nó uy tín và thật sự nó là pin hàng A và thật sự đó chính là pin mới đó anh em nhé. Còn pin cũ thì anh em phải dùng những pin cũ hãng tháo ấy, pin 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 xịn tháo và nó dùng một thời gian ngắn thôi, đừng có nhiều năm quá rồi thì cũng bỏ đi anh em ạ. Vì cái pin đấy nó không như cái pin khác, không như cái pin đấy để anh em có thể ghép được, pin đấy nó to to luôn này, ghép hai cái vào thì nó là lệch nhau quá nhiều đấy, không ghép được anh em nhé, rất là khó. Chỉ có sử dụng ví dụ như một cell hoặc là hệ 12 thôi. Đấy, em lưu ý anh em sắm sửa nhé, sắm pin ở đây này, em nhìn này, về soi đòn soi đèn em nhìn rõ này, em nhìn chưa, em nhìn cái gì chưa, em nhìn cái đầu chưa, đây này cái con đầu tiên này, này. Điện nặng nhất này anh em nhìn, nó oxy hóa này, oxy hóa này đó, con hai này, oxy hóa, rác oxy hóa nha anh em nhé, rác bị oxy hóa này đó. Khi mình tháo ra mình thấy ôi dồi ôi, rút dây ra như này, oxy hóa thế này thì nó chẳng sớm mượn thì nó cũng cháy thôi anh em, nó cháy cái đầu rác MC4 này này đấy. Với hệ thống mà cháy và chập chờn thì dễ đi cái dễ đi inverter đó, có thể là đi inverter hoặc là nó sẽ cháy, nó có thể cháy xuống nhà cửa anh em nhé. Cho nên là anh em chơi thì anh em phải bảo dưỡng và kiểm tra, phải bảo trì sau một thời gian hoặc là sau những cái thời những cái ngày mưa gió. Cái kiểm tra là như này, nó có cái gì khó đâu anh em. Đây, anh em như có gì khó đâu. Anh em chỉ cần một cái rẻ lau sạch, một cái rẻ ao trèo lên mái, anh em rút anh tắt BV. Rồi anh em rút MC4 ra, anh em kiểm tra xem MC4 mình nó còn sạch sẽ không, nó còn khô nó và nó có bị oxy hóa không. Oxy hóa thì anh em thay luôn cho mình. Trong một thời gian sử dụng, nhất là mùa mưa, mưa nhiều thì anh em phải ý. Anh em nhìn đây này, đây. Đây là rác MC4 xịn nhá. Xịn luôn ý. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, em nhìn chưa? Oxy hóa hết ở bên trong luôn. Anh em nhìn chưa? Oxy hóa hết ở trong. Có nghĩa tại sao? Đây, cái đầu oxy hóa. Cái này, đầu này còn mới này, đầu này còn mới, mình rất là còn mới. Đấy. Đây, còn mới như thế này này, anh em nhìn nhá. Anh em nó còn mới, nước nó không vào, mới tinh như thế này luôn. Đẹp chưa? Đây này, cái dây rác này này. Mới tinh nó đẹp như thế mà anh em. Đấy, mới tinh nó còn đẹp như này. Đây thì bên trong nó sáng loáng luôn. Đấy, nó sáng loáng luôn. Còn như mình nó bị nước vào oxy hóa hết. Ông này nặng này. Nhìn chưa? Đấy, anh em thấy chưa? Đây. Rác này. Ông nhìn chưa? Gần như bị oxy hóa chính ở cái đợt rác này có cái tấm pin này cũng đầy đầu ấy. Bị bố tấm này là tấm 440 ấy. Em mà nó oxy hóa hết thế này. Sự thấy buồn đấy nhá. Thấy buồn cho chính bên mua bảo đợt này. Tại sao mình nghĩ rác này nó rất là ngon luôn ấy, tại sao lại như thế này? Nó đọng vào cái rác đực ấy nhá. Đọng vào nỗ rác đực, còn rác cái thì nó bị nhẹ thôi. Đấy, mình chưa buồn chưa, mình rất là bao nhiêu tấm pin rồi đây, mỗi cái này còn mới toang này, sáng choang luôn này. Đấy thì những cái chia sẻ quan trọng như thế này thì anh em lưu ý, anh em kiểm tra nhé. Nhất là cái này mà nhất mà anh em sử dụng cái áp thấp ấy, áp thấp là anh em sạc cái để sạc cái, ví dụ anh em kẹp nhiều tấm pin vào xuống một đường dây như nó mô ve như này nó sẽ mô ve nhé, còn áp cao thì nó sẽ nhẹ đi. Nhưng mà nó sẽ gây ra cháy, nó hở nó mô ve nó gây ra cháy, nhưng mà nó sẽ không bị sụn ngay. Đấy, nhìn nhá, buồn kinh khủng, mình nhìn mình cũng buồn thay luôn. Này sáng choang rồi, đây nhìn nhá, sự là buồn thay luôn cho bên bên mua và bên thi công mà gặp như thế này. Mà cái rác như này có phải là rác vô phần đâu, nhìn chưa, oxy hóa hết.
dã man luôn. Đó, nếu anh em chơi thì anh em nên kiểm tra cho mình kỹ cái hệ thống nhá, cho nó đảm bảo cho nó chạy xuyên suốt từ năm này sang năm kia. Thì ở đây mình tháo ra thì mình mới thấy cái điều bất cập đó, vì bởi vì cách đây 5 năm 6 năm rồi thì anh em biết đấy, mình có sạc những hệ thống, mình chập những tấm pin 100W thì nó cũng bị cháy S4, những em C4 mình C4 nó lởm lắm anh em ạ, C4 đều ấy, ví dụ 2-3 nghìn một cái thôi. Ngày trước nó chưa có những cái dây gọi là C4 như thế này, mình không mua được, mua trên shop ấy, Shopee ấy thì nó giá rẻ thôi, mua có mấy nghìn cái này, còn cái rắc này nó toàn là 10 mấy 20 nghìn một cái anh em ạ, thì nó giá thành nó khác hơn nhiều, nó gấp mấy lần luôn. Thì anh em cứ xác định nhé. Thì xong một thời gian thì mình thấy nó có bị hay bị quá, bởi vì cái rắc nó kém quá, thì mình mua em C4 nhiều loại lắm rồi, thật với anh em luôn. Cái tiền em C4 mình khéo mình mua được cả tấm pin luôn, tấm pin đắt nhất thị trường, mình anh em biết mình mua nhiều thế, mới đến bây giờ còn dư nguyên một hộp luôn, to đủ luôn, mà đủ các loại luôn anh em ạ. Đấy, mình mua từ cái loại mà 45A này, loại thường này, loại đắt này, loại VIP này, rồi về sau mình mua cái mua một cái loại nữa thì mình thấy ổn hơn, nó chính là có gì nhỉ, quên mất tên rồi, nhưng mà ổn nhất đấy mấy cái dòng như thế này, mà nó vẫn bị đây, cái dòng này thì bị này, bị nước vào này. Thì anh em cứ chịu khó nhé, chịu khó này, kiểm tra định kỳ này, và những cái đợt mưa gió này thì anh em mưa xong thì anh em một tuần sau đấy anh em kiểm tra, bởi vì hoặc là 3-4 ngày hôm sau anh em kiểm tra, thì khi mưa ấy thì bắt đầu nó đọng vào một hai hôm thì bắt đầu nó sẽ oxy hóa ra cái oxy ấy, vì nước mưa nó có axit này, thì bắt đầu nó tạo ra cái oxy đấy, thì anh em tháo ra rút ra, anh em để nó khô, khi trời nó nắng lên nó khô hết rác thì anh em nên lau chùi, xong anh em mới tháo ra, thì anh em thấy khô thì anh em bắt đầu lau kỹ rồi anh em cho nó vào, cầm cái chổi sơn lên, thì anh em phải sạch sẽ thì anh em lại anh em lắp nó vào bình thường, còn cái nào nó bị như thế này thì anh em thay nhá. Đấy, kiểm tra hệ thống cho đảm bảo đấy chạy ok nhất, cho nó ổn định nhất thôi đấy anh em chơi và sử dụng tất cả các gì liên quan đến solar, thì mình chúc anh em thành công, chào tất cả anh em.